Chào tất cả các bạn. Thì trong video này đó, mình chia sẻ với các bạn cái cách làm một cái chốt cửa và đóng tự động rất đơn giản và rất dễ làm. Nếu các bạn có sắt tròn á thì mình dùng sắt tròn, nếu không có sắt tròn thì mình dùng sắt vuông cũng được. Và bây giờ mình sẽ khoan hai cái lỗ, nó cách đầu ống khoảng 1 cm. Dùng một đoạn sắt 6 dài khoảng 40 cm. Và cái sắt 6 này các bạn xỏ qua cái lỗ cho nó rộng một chút ha. Sau đó mình sẽ uốn cái sắt 6 này nó thành một góc vuông. Và đặt cái ống tròn lên và mình làm dấu ở kế bên. Sau đó mình sẽ uốn cái đoạn sắt 6 này thành một góc vuông nữa. Cái cây sắt 6 này bình thường nó rất là mềm mà các bạn. Nhưng mà khi mà uốn nó thành những cái góc vuông như vậy á thì nó rất là cứng. Thì khi mà mình uốn á thì các bạn nhớ để cho nó vuông góc. Nếu mà nó chỉ cần lệch một chút xíu á thì cái lẫy khóa sau mình uốn á nó sẽ bị vênh các bạn. Và khi mà nó bị cong vênh như vậy á thì nó sẽ rất là khó sửa. Rồi còn cái chốt cửa đó thì mình không có sắt lớn, sẵn có cái mũi khoan hư nè, mình lấy nó để mình làm cái chốt cửa luôn. Bây giờ các bạn đặt cái ống tròn này vào cái góc vuông của cây sắt 6. Sau đó đó mình đặt cái mũi khoan vào và mình làm dấu. Và các bạn nhớ trừ hao cho nó một tí xíu ha. Sau đó mình sẽ uốn hai cái cây sắt này thành một cái góc vuông trước. Sau khi uốn góc vuông rồi thì mình sẽ dùng cái cò ga mini và mình làm mềm cái sắt này để mình uốn nó thành một cái góc 45 độ. Và bây giờ mình đặt cái ống sắt tròn này cho nó vuông góc với lại cái góc vuông của cái cây sắt 6. Sau đó đó mình sẽ lấy dấu ở hai cái lỗ mình vừa mới khoan. Và bây giờ mình sẽ uốn hai cái thanh sắt này cho nó vuông góc lại với nhau. Sau đó mình cắt đi cái đoạn giữa. Và các bạn nhớ chỉnh cho hai thanh sắt này nó bằng nhau. Sau đó mình sẽ cho nó vào hai cái lỗ của cây sắt tròn và hàn lại. Như vậy bạn đã tạo được một cái lẫy khóa nó đóng tự động. Và bây giờ mình sẽ đo và mình cắt một cái đoạn sắt để mình làm giá đỡ cho cái lẫy khóa. Bây giờ mình sẽ đặt cái mũi khoan ở bên dưới cái lẫy khóa để mình đo cái khoảng cách của nó. Và các bạn trừ hao cho nó bằng cái độ dày của cái miếng sắt. Và mình sẽ lấy dấu và mình cắt cái đoạn sắt tròn này ra. We'll be right back.
Sau đó, đó mình sẽ hàn cái ống sắt tròn này vào trên cái miếng sắt, và cái mũi khoan á, thì hàn lên trên cái miếng sắt thứ hai. Sau khi mình hàn cái mối hàn này xong rồi đó, thì các bạn dùng cái nút bít phi 27 á, của cái ống nước á, để mình đóng vào đây. Và bên này mình cũng hàn cố định cái mũi khoan này lại. Khi mà mình làm xong rồi đó thì các bạn muốn sơn màu gì á, thì các bạn sơn màu đó ha. Và bây giờ mình sẽ ráp cái này vô.